cô gái trong nhóm 40 du học sinh Việt bị kẹt ở sân bay Mỹ. Ba mẹ khóc rất nhiều vì mình không thể về, nhưng nước Mỹ không cô đơn, mình sẽ ổn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Quyết tâm trở về, nhưng nữ du học sinh Mỹ liên tục thất vọng khi cả hai lần đặt vé đều bị hủy đột ngột. Lạc lõng ngồi giữa sân bay với gần 40 sinh viên khác, cô bạn hụt hẫng không nói nên lời. Trong đoàn 40 du học sinh đó, có một nữ sinh đã hai lần bị hủy chuyến bay đột ngột và không thể trở về nhà. Đó là câu chuyện của Kỳ Duyên, sinh viên của trường Angelo State University, đang chuẩn bị học tiếp bậc đại học tại University of Texas, ở San Antonio. Khi nước Mỹ hỗn loạn, điều duy nhất mong mỏi là được trở về quê hương. Khi chính phủ bắt đầu ban bố tình trạng khẩn cấp khắp đất nước, mọi thứ ở Mỹ dường như bị đóng băng. Người dân hỗn loạn, chạy ra siêu thị, tạp hóa để mua thức ăn và nhu yếu phẩm. Chính phủ khuyến cáo người dân ở nhà, nhiều cửa hàng chật vật đóng cửa, răng đầy biển hiệu, hướng dẫn tự bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, việc thực hiện mới chỉ ở hành động, nhiều người vẫn thản nhiên ra đường và dành cái nhìn kỳ thị với những bạn trẻ châu Á đeo khẩu trang. Kỳ Duyên tâm sự, mình đã bị xa lánh vài lần trên đất Mỹ. Mình khá bất ngờ vì bình thường người dân nơi đây đều niềm nở và thân thiện lắm. Cũng biết ở đâu cũng có người này người nọ, nhưng khi bị đối xử bất công hay dành cái nhìn kỳ thị, mình cảm thấy tổn thương thật sự. Để bảo vệ sinh viên và ngăn ngừa việc lây lan, hàng loạt trường đại học tuyên bố đóng cửa, chuyển sang hình thức học online đến khoảng giữa tháng 4 hoặc nghỉ cả kỳ. Nhiều du học sinh đã nhân cơ hội đó đồng loạt trở về. Tuy nhiên, quyết định ra đi cũng đầy mạo hiểm khi phải chấp nhận rủi ro bị lây nhiễm trên máy bay, thậm chí khó xin visa đi học lại trong bối cảnh các đại sứ quán đóng cửa. Nhưng Kỳ Duyên cùng biết bao du học sinh khác vẫn nhất định phải trở về. Khi nước Mỹ hỗn loạn, điều duy nhất chúng mình mong mỏi là trở về quê hương. Có những ngày mở mắt ra, thấy tin nhắn của bố mẹ hỏi thăm, mong con phải video call mỗi bữa ăn là mình lại thấy nghẹn lòng. Mà nếu bị mắc bệnh ở Mỹ thì thực sự nghiêm trọng. Tiền chữa trị và viện phí nơi đây rất đắt đỏ, bố mẹ mình làm sao chi trả nổi. Hai lần đặt vé, hai lần đánh rơi hy vọng. Hàng loạt đường bay thẳng bị hủy khiến việc trở về Việt Nam khó khăn hơn bao giờ hết. Kỳ Duyên dự tính sẽ bay từ San Angelo tới thành phố Dallas, bang Texas. Sau khi nghỉ 16 tiếng ở đây, sẽ bay tới Narita, Nhật Bản, rồi nối chuyến bay về Việt Nam. Vừa đặt cô bạn vừa lo lắng vì sợ chuyến bay từ Nhật về Việt Nam bị hủy sẽ có nguy cơ cao bị mắc kẹt ở hai quốc gia. Lần đầu tiên đặt, Kỳ Duyên bị hủy chuyến bay ngày 20 tháng 3 với lý do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng. Lần thứ hai đặt, cô bạn đã đến thành phố Dallas an toàn và còn cẩn thận hỏi lại nhân viên check-in liệu chuyến bay có bị hủy không. Sau khi nhận được cái gật đầu đảm bảo, Kỳ Duyên yên tâm lên máy bay và tự bỏ ra $300 thuê riêng phòng khách sạn để tránh lây nhiễm. Nhưng một lần nữa, Kỳ Duyên phải thất vọng vì các chuyến từ Nhật Bản về Việt Nam đều bị hủy bỏ. Nhớ lại cảm xúc khi đó, Kỳ Duyên tâm sự. Mình đã rất buồn, chết lặng cả người khi nhân viên bảo chuyến bay từ Nhật về Việt Nam của mình bị hủy. Chuyện đó là không thể vì mình chưa hề nhận được thông báo nào từ website. Sáng hôm đó, khi tỉnh dậy, hãng vẫn báo chuyến bay sẽ xuất phát đúng giờ. Không thể nào, mọi người ở nhà đã háo hức bao nhiêu, bố mẹ đã nấu rất nhiều đồ ăn để mang đến trại cách ly. Trở lại bang Texas, trong sự thất vọng tột độ, điều khiến Kỳ Duyên buồn nhất là mình đã khiến ba mẹ hụt hẫng vì hai lần gieo hy vọng trở về. Ba mẹ đã khóc rất nhiều khi biết mình bị hủy chuyến. Ba mẹ không dám khóc trước camera, chỉ mãi khi mình ổn định lại mới được nghe kể họ đã khóc thế nào. Ba mẹ chỉ mong mình ở lại bên Mỹ, cố gắng ăn uống đầy đủ, ở trong nhà học tập và đừng nghĩ ngợi nhiều về gia đình. Họ mong mình mạnh mẽ vượt qua và luôn nhắn nhủ, dù ở đâu thì bố mẹ cũng luôn bên cạnh. Hóa ra nước Mỹ rộng lớn nhưng không hề cô đơn. Kỳ Duyên chia sẻ, nhóm 40 bạn du học sinh bị mắc kẹt hầu hết đã về tới Việt Nam hoặc đang trên đường trở về. Mỗi người một lựa chọn riêng nhưng tất cả vẫn thường xuyên nhắn tin, thăm hỏi và update tình hình của nhau. Riêng với Kỳ Duyên, cô bạn vẫn quyết định ở lại nước Mỹ. Mình không dám đi nữa khi đã bị hủy chuyến hai lần. Mình đã vật vờ ở sân bay quá lâu để có đủ sức tiếp tục bay và trung chuyển thêm vài chặng nữa. Mình sợ lỡ bên này không sao, nhưng khi về Việt Nam lại có ca nhiễm mới. Mình cũng không muốn gieo hy vọng rồi lại cướp mất hy vọng ngóng chờ con của gia đình. Khi quyết định trở lại, Kỳ Duyên không gặp nhiều khó khăn vì vẫn còn nơi ăn chốn ở khi hợp đồng thuê nhà chưa hết hạn và bản thân cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt.
tuy ở lại có đôi chút khó khăn khi không thể đi làm thêm, nhưng cô bạn vẫn tin vào